Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Minh đã chủ trì phiên họp lần thứ 31 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhằm cho ý kiến về các nghị quyết, quyết định quan trọng. Tại cuộc họp, các sở ban ngành đã trình bày các báo cáo tờ trình và quyết định như tờ trình đồng thuận đề xuất đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một - Chân Thành đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương, tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công bằng ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023, tờ trình về việc phân công cơ quan thẩm định, cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Báo cáo về việc đề xuất cơ quan có thẩm quyền và cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một - Chân Thành đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Báo cáo việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng sông An Tây, tờ trình quyết định về quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự án luật phòng thủ dân sự và dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, quyết định về việc tổ chức lại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành Trung tâm Văn hóa trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương và quyết định về việc tổ chức lại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thành Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương. Phát biểu kết luận buổi họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Minh đánh giá cao nội dung của các báo cáo tờ trình, quyết định được các sở ngành chuẩn bị và trình bày, qua đó cơ bản thống nhất với các nội dung đã được trình bày tại cuộc họp, đồng thời đề nghị các sở ngành tiếp tục chỉnh sửa các dự thảo theo ý kiến đóng góp đã được các đại biểu thống nhất để sớm thông qua.